Anh em biết tin gì chưa? Temu đang thì chơi tất tay với anh em ở thị trường Việt Nam anh em ạ. Đây đây là cái chương trình affiliate mà bên Tích Temu mới mở ra trong buổi sáng ngày hôm nay nhá. Và một vài người bạn của mình đã bắt đầu kiếm được lên cái mức doanh thu lên đến vài trăm triệu anh em ạ. Và anh Tín ấy, ở bên cộng đồng affiliate ấy, thì mới gửi cho mình lúc 13 giờ chiều nay này là đã rút được một cái số dư đầu tiên rồi mà chỉ trong vòng mấy tiếng thôi. Còn lại số dư mà chưa rút thành công thì nhiều lắm, nhưng mà số dư mà đã rút được thì đã rút được thật sự là nó cho rút, và cho rút về PayPal hoặc là cái ví. Thì bây giờ anh chị có thể vào cái đường link mà mình sẽ để ở dưới cái mô tả này, mô tả video này, cái đường link đấy, và anh chị đăng ký rất là dễ đâu. Mình có thể điền email hoặc là điền số điện thoại, điền vào nhận mã cái là xong. Thì nó sẽ có hai cái chương trình như này nhá em nghe này, có hai chương trình như này. Chương trình số 1 đó là anh em tiếp thị liên kết, tức là giống như kiểu là TikTok vậy, anh em làm affiliate, anh em bán hàng, anh em chọn mặt hàng anh em muốn giới thiệu. Chẳng hạn như là tôi muốn giới thiệu cái máy này là 126.000 thì mình được tận 38.000. Anh nhìn mức hoa hồng kinh khủng không? 126.000 thì mình được tận là gì ạ? 38.000. Bình thường mình bán hàng không lãi như thế này luôn anh em ạ. Và mình có thể làm affiliate bằng cách là gì ạ? Rất đơn giản là thả đường link. Đây. À, ai mua thì ở link mình có thể làm ở trên Facebook, mình làm trên YouTube, TikTok, bất kể một cái đường link nào, ở bất kể một cái nền tảng nào anh em thả đường link vào là được. Người ta mua hàng qua đây cái là mình nhận được tiền hoa hồng. Hoa hồng cực kỳ cao anh em ạ. Đây. 26 ngon, 26.000 mà được 38. À, tức là đâu đó khoảng độ hoa hồng gần gần 20, hơn 20% đúng không? Mình tính không biết là tính chính xác không, nhưng 25% gì đấy khoảng đấy. Thì đây là cái hoa hồng của tiếp thị liên kết. Nhưng cái hay là khi mà mình đăng ký cái chương trình này, mình chia sẻ cái đường link là khách hàng nhận được một cái mã là trị giá là 1 triệu 500 nghìn đồng. Và mã này, cái mã mình đoán là Temu này họ làm á, là họ dành để cho các bạn mua sản phẩm về, các bạn quay video á, quay video affiliate, nó cho một cái mã này để các bạn mua. À, người dùng chỉ cần đăng ký qua cái link này, cứ mỗi lần đăng ký qua cái link này để nhận cái mã này về ấy, là các bạn cũng được 50.000. Các bạn đang 50.000 đây. À, nãy mình mới chia sẻ và mình cũng đang thì được cái 12 triệu hoa hồng này, thì hiện tại là chưa rút được, bởi vì là những người mà người ta nhận, người ta ấn đăng ký này, người ta phải mua hàng, người ta phải mua hàng thì mới được, thì cái này không nói. Nhưng mà mình mà muốn làm affiliate thì mình có thể sử dụng cái công cụ này để mình có thể là chia sẻ cái mã này này. Đấy. Và sau cái cổng này nhá, cái cổng này mình có thể rút, mình có thể rút tiền, hoặc là mình có thể dùng cái tiền này mình mua hàng. Đấy, để tiếp tục làm affiliate. Nhưng mà đối với cái cổng tiếp thị này thì anh em rút tiền về cho tội gì đúng không? Tại vì tiếp thị mà nó giống như là TikTok vậy, mình rút tiền về để mình có thể làm affiliate được. Cái tiếp theo này, à, cái theo có một cái cổng nữa rất hay, đây cổng là mời đường link này. Cái cổng này ấy là mình mời những người muốn làm affiliate. Cổng ở trên là cổng tiếp thị, tức là mình tự làm tiếp thị nhé, tự làm tiếp thị tức là mình giới thiệu cái điện thoại này chẳng hạn, là mình để mình kiếm tiền. Với cổng thứ hai này là mình muốn mời, mình để mình mời những cái người mà muốn làm affiliate thì cũng sẽ được 50.000 trên một lần mời. Và cái này thì dễ kiếm tiền hơn rất là nhiều, chỉ cần là người ta phát sinh hoa hồng hoặc người ta cũng đi mời người khác là anh em sẽ kiếm một tiền. Đó, cái cách rất là dễ, 50.000 trên một một cái rep, một cái người đăng ký. Đây là một cái mình nghĩ là chắc là Temu đang sử dụng cái phương pháp là lấy thịt đè người thôi, dùng tiền nó để đè thôi. Vì bây giờ hiện tại rất nhiều anh em đang làm cho Shopee ngày xưa, là affiliate Shopee ngày xưa. Từ lúc TikTok qua, cái TikTok nó đổ chương trình giảm giá, anh em bỏ hết Shopee chạy sang làm affiliate TikTok. Thì bây giờ Temu nó vào cũng áp dụng phương pháp y hệt vậy. Nó bung rất nhiều tiền ra để anh em làm affiliate ở trên những cái thị trường như là Shopee hay là TikTok, là chạy qua đây làm affiliate cho nó. Thứ nhất hoa hồng rất cao, cái thứ hai là thưởng tiền mặt luôn, thưởng tiền mặt mã giảm giá. Anh em muốn làm affiliate ở bên sàn TikTok thì thường là anh em phải mua hàng về để anh em làm affiliate, nhưng đây là nó phải cho những cái mã này, những cái mã như này để mình mua hàng và mình đăng ký cái là mình nhận được những cái chương trình như thế này. Thế nên là anh em tranh thủ, hiện tại bây giờ nó mới như này là anh em. Và một cái hay nữa là như này anh em ạ, tức là nếu mà anh em mà đăng ký bằng điện thoại, anh em có thể là ấn xác minh bằng việc là kết nối cái tài khoản của mình vào một trong ba cái ấy này, à, một trong ba cái nền tảng mạng xã hội này. Thì những cái nền tảng mạng xã hội này nó sẽ được trả tiền nhé, trả tiền theo lượt xem, càng nhiều lượt xem mà làm những cái video liên quan đến Temu, anh em lại càng được nhiều tiền. Ví dụ như là kênh YouTube chẳng hạn, mình kết nối thử kênh YouTube rồi là 50.000 cái lượt đăng ký, tại vì kênh YouTube của mình thì là hơn 150 sub mà, thì mình sẽ đạt được cái mức tối đa này mà view rồi hơn 100 lượt xem mà mình đã đạt được cái mức này rồi đấy.
Và đương nhiên là phải đáp ứng một số các điều kiện đây nữa, nhưng mà mình thấy là đây là một cơ hội rất là tốt cho anh em nào mà bỏ lỡ cái chương trình mà mình làm affiliate ở các nền tảng khác như là Shopee, TikTok, thì đây sẽ là cái cơ hội dành cho anh em. Nên anh em có thể là nhanh tay đăng ký càng sớm thì càng tốt, đúng không? Sau đó anh em chia sẻ cho mọi người, nhớ nhá, đăng ký xong rồi chia sẻ cho mọi người, hoặc là mình làm tiếp thị liên kết thì phải tạo ra hoa hồng thì mới kiếm được tiền. Chứ đương nhiên là nó không phải là tự nhiên mà nhận được tiền đâu, mình phải tạo ra hoa hồng thì mình mới nhận được cái số tiền này. Và số tiền này là nhận là rút được rồi nhá. Đây, bạn của mình anh Tín đây. Anh Tín là rút được rồi, anh Tín bảo với mình là hiện tại chưa rút được về PayPal được, nhưng mà có thể rút về cái ví Temu, và Temu kỳ này thì sẽ lấy thịt đè người, lấy tiền để đè, nên là anh em tranh thủ. Đấy, nhanh lên không người cá mập nó làm mạnh nên là anh em mình khó làm. Anh em tranh thủ nhá. Thì cái đăng ký thì mình để bên dưới, đường link đăng ký thì mình để bên dưới. Còn cách đăng ký rất dễ, anh em bấm vào cái là anh em sẽ chỉ cần điền số điện thoại, như mình là điền điền số điện thoại này. Đó, mình chỉ cần điền số điện thoại đây thôi, đây này. Đó, điền số điện thoại hoặc là anh em điền email là xong thôi nhá. Còn lại anh em nào có cái thắc mắc gì, câu hỏi gì thì comment xuống bên dưới, mình sẽ giải đáp cho anh em. Cái này rất là hay, mới, kiếm nhiều tiền nên anh em phải nhanh nhá. Ok.